Thế này à? Thế gì đây? Đó, cái này mình mua ở cái nhà ông ấy chứ, nhà họ chứ, nhà thuê về ấy, đi cấy ấy, cho tiền mẹ mua được ấy. Ơ mẹ đùa con à? Ôi, con cũng đùa một chiếc áo thôi, chú mẹ thay quả áo cho con nhá. Ơ, không nhá. Phải đâu, đây là đất. Ừ, đất này bùn này, nhá. Thì sao? Đói à? Ừ. Sao con lại cái kia chọc thế?
luôn mất ở đây thôi mà. Thank you.
Thank you.